Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với cái video clip thứ ba mà mình hướng dẫn học SolidWorks để chinh phục cái chứng chỉ CSWA của SolidWorks. Hôm nay trong video clip thứ ba này, mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà mình thêm cái template vào trong SolidWorks để mình và anh em cùng luyện tập trên cùng một cái file, cùng một nền tảng và cùng một cái option giống nhau, cho nó thống nhất và đồng bộ. Phần thứ hai là mình muốn hướng dẫn anh em cái cách mà mình truy cập để mình vẽ sketch. Nhiều anh em mới vào học thì thường hay lúng túng với cái thao tác này. Mình muốn làm rõ và muốn anh em hiểu rõ được là cái concept, cái ý nghĩa của cái việc mà mình tạo một cái sketch. Ok, let's go. Thì đầu tiên mình mở cái SolidWorks lên. Anh em vào cái phần new file mới này, tạo một file mới. Thấy ở đây có 3 tab, hiện tại trên mình có 3 tab. Thì anh em khi mới sử dụng, mới mở SolidWorks thì chắc chắn cái tab này nó cũng sẽ khác. Mình nghĩ là hai tab, một cái là MPD, một cái là Tutorial. Thì anh em để ý đây không có. Thì mình sẽ tạo thêm một cái folder mới, là cái folder Training Template của mình vào đây. Thì cái Training Template mình có để phần Description, anh em download về và để cái thư mục đó ở trong một cái ổ đĩa D hoặc là bất kỳ chỗ nào anh em muốn lưu trữ file. Sau đó anh em vào phần Option, rồi chọn đến phần File Location, rồi mình ấn Add ở đây, thêm này. Thì mình dẫn đường dẫn đến cái thư mục là Training Template mà mình đã lưu ấy, đã download về, mình lưu ở đâu đó thì mình dẫn đến. Rồi mình ấn Select Folder. Ok, thì lúc này cửa sổ nó hiện lên 2-3 cái. Thì đây là nó hỏi mình cái quyền để mình truy cập vào trong cái folder này thôi. Anh em ấn Yes hết nha. Thì sau khi mình làm thao tác này xong thì cái folder Training Template của mình nó hiện ở đây. Đây, Training Template. Thì đây là những tất cả những cái template về Part, về Assembly và về Drawing mà mình đã tạo ra. Và những cái option này mình đã chỉnh hết rồi. Anh em lấy những cái file này để luyện tập, để cho đồng bộ, đồng nhất với mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi vào file Park, môi trường Park. Ok. Thì trong môi trường Park này, mình lại có hai môi trường. Mình cần hiểu hai môi trường, đó là môi trường Sketch và môi trường 3D. Thì để vẽ một cái Sketch, thì anh em cứ tưởng tượng mình có một cái notebook đây. Có notebook. Thì khi mình mở một cuốn sách ra, thì mình cần phải biết là mình viết và mình vẽ trên cái trang sách nào, trên trang vở nào, đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ phải giả đến cái trang mà mình muốn vẽ, sau đó mình mới ghi chữ lên, đúng không nào? Thì trong SolidWorks tương tự, SolidWorks thì mình có 3 mặt phẳng cơ bản chính trong SolidWorks cho mình là mặt phẳng Front, Top và Right. Và cái vị trí giao nhau giữa 3 cái mặt phẳng này đó là góc tọa độ. Cái điểm mà 3 cái mặt phẳng giao nhau đó là góc tọa độ với cái x0, y0, z0. Thì với cái concept, với cái định nghĩa này thì bất kỳ cái phần mềm 3D nào cũng như nhau thôi. Anh em luyện tập cho mình là chọn bất kỳ một trong 3 cái mặt phẳng này và click vào phần Sketch, nghĩa là mình định nghĩa mình sẽ vẽ Sketch trên mặt phẳng Front. Đó, thì đây là nó đang chọn mặt phẳng Front để vẽ. Thì cái Sketch 1 này của mình nó sẽ nằm trên cái mặt phẳng Front này. Ví dụ mình chọn cái trang giấy đầu tiên này là trang mình muốn vẽ lên, thì mình sẽ giả đúng trang này và mình viết lên nó. Tiếp theo, để mình thoát cái môi trường Sketch này ra, ví dụ bây giờ mình vẽ một đối tượng trên đây, sau thoát Sketch này ra thì cái Sketch thứ nhất này nó đang nằm trên trang giấy thứ nhất, đúng không? Rồi bây giờ mình muốn vẽ trên Sketch là mặt Top, mình giả trang khác ra, mình ấn Top, mình chọn Sketch. Lúc này cái trang giấy của mặt Top là Sketch 2. Anh em thấy Sketch 2 ở đây thì nghĩa là cái Sketch 2 sẽ thuộc cái mặt Top chứ không phải là thuộc cái mặt Front nữa. Và mình vẽ một đối tượng, rồi sau khi mình vẽ xong trên mặt Top rồi thì mình đã thoát ra, mình không muốn ở vẽ trên mặt Top nữa, mình ấn vào cái mũi thoát Sketch ở bên góc bên phải bên trên cùng này, ấn OK. Thì lúc này anh em có hai Sketch, Sketch 1 và Sketch 2. Đó. Thì cách mà mình vào Sketch và mình thoát Sketch nó
thao tác nó như vậy. Anh em nhớ mình vào cái mặt phẳng nào thì mình vẽ cho mặt phẳng đó. Đây là cái thao tác mình vẽ cho môi trường 2D. Mình phải lưu ý vì mình thấy khi các anh em mới sử dụng SolidWorks thì rất hay nhầm lẫn cái việc này, thì mình sẽ highlight lên. Ok, thì cái video clip hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong video clip thứ tư nhé. Video clip thứ tư mình sẽ hướng dẫn về phần line, về các lệnh line, lệnh cơ bản đầu tiên trong phần sketch. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video clip thứ tư. Bye.